Vâng, xin chào anh chị. Đây, hôm nay em quay một cái phân tích một chút về cái cây đen rô xuân hoa 5 cánh trắng lưỡi tím. Thì như cái cây đây anh chị nhìn thấy hoa nó như vậy, 5 cánh trắng lưỡi tím và mũi nó cũng trắng luôn. Thế cây này thì nó rất là hay, nói chung dòng đen rô xuân này nó hay lắm. Đen rô xuân này nó rất đa dạng, nhiều màu sắc và nhiều hoa và rất là dễ chăm sóc. Đấy, hôm nay thì nó cũng là ngày cuối tháng riêng lịch âm lịch và cuối tháng 2 dương lịch. Thế em làm cái video này thì anh chị cũng xem, và đây là cái mùa của nó thì nó ra hoa vào mùa này, dễ hoa lắm. Đấy, anh chị nhìn thấy cái nhỏ nó rất là dễ hoa luôn. Như cây này thì hôm nay em phân tích một chút về cái cây đen rô xuân này. Cây này thì nó nhanh một tí thôi thì cây này thì nó là mầm của nó là cánh trắng lưỡi tím, hoa cánh trắng lưỡi tím, nên là mầm của nó sẽ là mầm xanh và không có tí ám nào cả. Thân nó xanh lạnh, xanh trong, không có tí ám nào hết. Nó cũng sọc trắng dọc theo thân, thân màu xanh. Đấy, lá của nó thì hơi có sọc một chút kiểu dạng lá phi điệp, nhưng cây này thân nó to, nhìn là đốt nó khác nhau. Cây này rất là dễ nhân kỳ và nó cũng dễ ra hoa luôn. Khi mà thân nó nhỏ như này nó cũng có thể ra hoa. Đấy, thì đây, như cái cây này là em đang trồng bằng cái giã thể, đó chính là vỏ thông. Vỏ thông với cả dưới là xốp, bởi vì nhiều vỏ thông quá thì tốn lắm. Vỏ thông muốn dùng những vỏ thông nhập khẩu ấy, hơi đắt một chút nhưng mà rất là tốt. Đây là cây đen rô xuân. Thì gốc, thân, lá thì em cũng nói rồi. Vì còn cái thể tích của nó thì cái này gốc của nó khoảng tầm 0,3 đến 0,7 cm mm. À đúng, 0,3 đến 0,7 cm. Thì 3 đến 7 mm đấy. Và nó cao, chiều cao tối đa thì nó khoảng từ 40 đến 670 cm. Cái này nó cây nhỏ, cái này nó chỉ cao khoảng mười mấy 20 phân. Mười mấy 20 cm, chưa được 20 cm. Nhưng nó, những cây bé này nó vẫn có thể ra hoa bình thường. Đấy là cây tối đa là 670, nhưng mà cây này nhỏ nó vẫn ra hoa được. Bởi vì những cái cây này nó là cây rất là dễ trồng, dễ hoa, dễ chăm sóc. Đây, cái cây bông này nó là dạng thân già. Thân già nhân kỳ đây mà nó ra hoa. Bởi vì nó dễ lắm. Đôi khi là mình nhân kỳ mà mình không phun những loại thuốc để kích mầm cái kia ấy, thì nó sẽ khả năng ra kia sẽ thấp hơn. Và nó có thể là đôi khi là nó chẳng ra kỳ mà nó lại ra hoa. Ví dụ như cây này hạn đây, nhân kỳ nó lại ra hoa đây. Thì những cái cây này thì nó rất là nhỏ thôi nhưng nó vẫn có hoa. Thì đấy là dấu hiệu của những cái cây mà nó quá là vô cùng dễ hoa luôn. Chăm sóc dễ và dễ hoa. Thì quan trọng nhất thì mình muốn chăm sóc nó dễ thì mình lại phải nói về là cái giá thể và cái địa điểm vùng mà mình treo ấy. Thì mình chăm sóc nó dễ, giá thể thông thoáng, khô một chút, đừng để ẩm quá nó sẽ rất là dễ bị bệnh. Những cái giá thể mà mình muốn là nó ít bị bệnh và nó thông thoáng ấy, thì mình cho nhiều xốp dưới một chút. Đây, này dưới chủ yếu là xốp thì nó đỡ tốn giá thể mà nó cũng thoát nước nhanh thì nó sẽ đỡ. Thoát nước nhanh thì nó sẽ giúp cho là cái cây là tránh bị gọi là úng nước. Thì trồng ở đây thì như cây này thì nó hoa của nó thì đường kính của nó khoảng tầm độ 4 đến 7 cm. Cánh hoa rất là tròn. Nhưng mấy bông đây là nó đuối đuối, nó kiểu gần tàn. Thân lá của chúng nó thì nhỏ rồi nó cũng có hoa. Còn những cây to thì hiện giờ là vườn em đang hết. Những cây nhỏ này nó cũng rất là dễ hoa. Khi mà cái kỳ của nó em nhân chỉ năm đầu tiên, năm thứ hai là có hoa luôn. Có khi năm đầu tiên là đã có thể có hoa như cái thân này. Đấy, năm đầu tiên rất là bé thôi, nó chỉ tầm độ 7 đến 10 cm thôi là nó đã có thể ra hoa được. Bởi vì nó là một trong những cây rất là dễ hoa mà. Đen rô xuân thì đa dạng.
vô cùng và rất là nhiều hoa. Cây đen đâu xuân năm cánh trắng lễ tím này thì giá cả trên thị trường nó cũng rất là hợp lý. Sự đang chơi thôi chỉ tầm độ vài trăm nghìn, 200-300 nghìn là đã có một chậu đẹp để chơi rồi. Đấy, thì nó là một cây rất là đẹp. Thế thì có thể xem và em sẽ hướng dẫn anh chị cách mà mình làm sao để mình có thể chăm sóc nó một cách đơn giản nhất và nó tốt nhất có thể. Bởi vì nếu như tất cả những cái loại đen rô xuân này, nếu như mà mình chăm sóc mà nó kém ấy, thì gốc nó rất là hay bị hỏng rễ. Mà nó hỏng rễ thì thường cây mà không có hỏng rễ thì nó sẽ rất là yếu. Cây nó yếu thì nó sẽ mầm, khi mà muốn sinh sản cái mầm lứa sau này. Cây nó yếu thì nó mầm sẽ bé và nó sẽ lâu lớn. Như cây này là nó mới này mầm được tầm độ 1 tháng thôi mà nó đã bằng cái kỳ thân, gần bằng cái kỳ thân mẹ rồi. Có nghĩa tương lai cái thân này đến năm thứ 2 là nó phải dài tầm 70-80 cm. Còn những cái mà mình chăm sóc nó bị yếu ấy, thì nó chỉ tầm độ khoảng vài cm thôi. Nuôi cuối đến cuối năm vài năm thì nó chỉ ngắn như vậy. Thế nên là để mà có một cái cây tốt này, mình nên chú trọng vào độ ẩm. Độ ẩm của cái vườn là nhất. Xong nói đến độ ẩm của giá thể. Giá thể thì có nghĩa là khi mà mình chăm sóc ấy, để giá thể mà nó không bị khô quá hoặc là nó ẩm quá, thì mình cần phải tưới nước đều đặn. Thì nó phụ thuộc vào cái giá thể của mình. Ví dụ như giá thể đây em đang trồng bằng vỏ thông 100% là vỏ thông, dưới chỉ có xốp lót để cho nó thoát nước thôi, với nó đỡ tốn giá thể. Nếu trồng vỏ thông không thì cả chậu này cũng được, nhưng cái là chi phí nó lớn. Trồng tất cả 100% vỏ thông thì chi phí nó lớn hơn. Để làm một cái chậu này nó phải tốn 2 cân vỏ thông. Nhưng khi mình cho xốp ở dưới thì nó chẳng sao cả, cây nó vẫn phát triển tốt. Mà cái bộ rễ nó đi xuống, nó đến xốp, nó còn đi xuyên qua xốp luôn. Bởi dưới nó khô, nó thoáng. Với cây phong lan thì càng khô thì nó ra càng nhiều rễ. Bởi vì bản thân của nó là đi rễ nó mọc ra để đi tìm hơi ẩm mà. Thì nó có những cái cây là nó ra rễ ở trên cao ấy, ví dụ như cái cây này. Đấy, thì nó vẫn để những cái rễ con để cho nó đâm xuống dưới chỗ vỏ thông ấy, để lấy hơi ẩm, hút hơi ẩm lên, lấy dưỡng chất là để nuôi cây mẹ. Thì đây như cái này thì em cũng có phải là dùng phân bón gì đâu, tốt đâu, nó cũng bình thường mà. Nhưng mà cây nó nhỏ này thì nó cũng ra hoa được. Thì chứng tỏ là chăm sóc nó đơn giản, đúng không ạ? Khi mà chăm sóc đơn giản như này thì mình lại càng thích chăm. Và chăm mà đây cái dòng này là không những chăm nó dễ mà nó nhân ki nó cũng dễ. Nhân mầm con rất là dễ luôn. Mầm nhỏ là mình có thể nhân nó xong rồi 1-2 năm sau nó sẽ rất là to, với những cây khỏe. Còn những cái cây yếu thì mình phải chịu khó bón phân thuốc. Đây như cây này em chẳng phân thuốc gì mà nó cũng tốt, cũng ra hoa. Nó chỉ ki năm thứ 2 là nó đã có thể ra hoa rồi. Có khi ki năm đầu mà khỏe. Nên khoảng từ riêng với cây này thì cứ vượt ngưỡng từ đây của em đang ở hoa, vượt ngưỡng từ 7 đến 10 cm trở lên là có thể ra hoa được. Và nuôi với điều kiện nhiều nắng một chút. Thì với cái điều kiện nhiều nắng thì cái ánh sáng của hoa lan ấy thì gần như là cây nào nó cũng ăn ánh sáng, xem gần như là nó cũng không phải là ăn ánh nắng quá cầu kỳ. Khi mà ở một trong vườn lan, ở trong một vườn lan thì những cái cây mà nó cần nhiều nắng ấy thì mình treo ra ngoài rễ thì lượng nắng xiên nó lớn hơn và thời gian nắng nó dài hơn, thì cây nó đủ hấp thụ đủ nắng thì nó phát triển tốt thì nó sẽ ra hoa thôi. Nó ra hoa thì cũng đúng thời điểm, bởi vì nó đủ nắng, đủ sáng. Đấy là yếu tố quan trọng nhất để ra hoa. Còn thì yếu tố sống còn của nó là ẩm, hơi nước và nước để tưới để cho nó đủ khả năng để phát triển. Nó như thức ăn ấy. Đấy, thức ăn cung cấp nhiều thì nó ăn tốt thì nó to mập. Còn những cái mình cung cấp ít thức ăn mà phân bón ít thì nó sẽ hoa, nó sẽ cây cái thân lá nhỏ, còi thì khả năng ra hoa thì nó cũng thế. Nó cũng ít hơn tí thôi chứ không đáng kể. Nhưng còn chủ yếu là ánh sáng là phụ thuộc là để
cho hoa nhiều ít là phụ thuộc chủ yếu vào ánh sáng. Chứ còn cho ăn tốt mà mình nuôi trong mát thì nó cũng chẳng hoa được. Đấy. Đây là em vừa nói về cây Dendro 50 trắng học tím. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.